giải đáp giúp con ạ. Câu 1. Năm 24 tuổi, Đức Phật đã đến nước ta nhờ Long Nữ Nước Rồng đọc 5 quyển sách, bao giờ mở được huệ nhãn mới thôi, và nhờ đến thời mạt pháp để cho con ở Long Nữ công bố pháp môn thứ 6. Thầy cho con hỏi, nước ta đã được Đức Phật truyền pháp môn Thiền Tông đầu tiên trước Ấn Độ có phải không ạ? Bây giờ là ý hỏi là cái thì nói cho nó rõ nè. Năm 24 tuổi đó, Thái tử Đực Đa qua nước Văn Lang, lúc đó là vua Hùng Nghị Dương lên ngôi, trước công nguyên 568 năm. Khi mà Thái tử Đức Đạt Ra qua đây, không phải ông đi giữ cái lễ đó đâu, mà ông đi qua chọn cái mạch nguồn Thiền Tông nó sẽ đi. Vì ông đi không nhiều lắm chứ, bên Trung Quốc, bên Trung Quốc hồi đó nó có 6 nước, thì ông chọn trong đó có vô nước Văn Lang của mình. Thành ra ông mới tìm cái Long Nữ, là ông biết, vì ông có Phật nhãn, ông biết Long Nữ này là ai. Long Nữ này là tiền kiếp, là con của một vị vua mà ông Phật Ca Diếp á đã từng nhờ Long Nữ này công bố quyền ký ra rồi. Vì ông mới đi đến đây, ông mới nhờ, bởi vì dự lễ xong rồi ông mới nói cái câu chuyện mà giữa ấy, thì ông Hùng Nghị Dương mới thắc mắc hỏi ông, thì ông mới nói hết tất cả những cái thời mà lập quốc của nước Văn Lang luôn. Rồi tới sau này thì ông thấy thuận lý, rồi ông mới nhờ Long Nữ, lúc đó là con Long Nữ gọi là công chúa Hùng Thí Loan, nó mới có 8 tuổi thôi. Đó, ông nhờ công chúa Long Nữ Hùng Thí Loan mới nhờ để công bố cái quyền ký này ra. Ông nhờ xong rồi ông mới về, 24 tuổi qua 25 tuổi là ông bắt đầu đi tu để ông tu. Ông tu thành lập giáo đoàn, thành ông phải tu 5 pháp đầu á. Cái pháp môn thứ 6 này thì lúc 76 tuổi ông mới bắt đầu ông dạy. Có nghĩa là ông hiểu, ông đi trước rồi. Giống như là một đạo diễn muốn dựng một cái phim thì ông phải tìm hiểu các địa lý hết rồi mới bắt đầu sử dụng phim thôi. À, cái này nó có cái bài bản của nó. Để mai mốt trên cái mạng nó phát cái vấn đề cái tiểu sử của cái Thiền Tông này thì con sẽ biết trong vòng một tuần nữa thôi, người ta sẽ phát là cái tiểu sử Thiền Tông như thế nào, đi như thế nào, tại sao mà phải công bố ra tại đây. Nên ta đã nói rõ trong đó. Câu hỏi